Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái sản phẩm về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Thì trong video hôm nay Tôi sẽ chia sẻ đó là một bộ hoành phi câu đối được làm trên nền bằng chất liệu gỗ gụ lào được đục tay thủ công kênh bong sắc nét và mẫu câu đối này cũng là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi trong cái năm 2020 và sang năm mới 2021 thì chúng tôi sẽ cho sản xuất đại trà hơn nó ra số lượng nhiều hơn để đáp ứng tới nhu cầu của người dùng bộ hành phi câu đối này cũng là đưa đặt hàng tới từ gia đình ông Diệu ông ở Quảng Ninh và mùng 10 âm lịch tới đây chúng tôi sẽ bàn giao tại nhà thờ gỗ ở Hà Nam thì kính mong quý vị và các bạn cùng đoán xem trong video sau khi chúng tôi bàn giao chúng tôi sẽ quay lại chi tiết để giới thiệu tới quý vị và bức hoành phi này chúng tôi làm chuẩn theo thước phong thủy đó là chiều dài 1m97 hay còn gọi là 197cm nó thuộc vào cung tài vượng và chiều rộng là 67 cm, nó thuộc cung đăng khoa. Toàn bộ các cái ván bên trong là chúng tôi làm dày 3 phân, liền tấm liền khối. Chạm ba chữ đó là Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang. Thì ý nghĩa của ba chữ Đức Lưu Quang này, ý nói cái người đi trước chúng ta nó có đức độ tỏa sáng thì nó sẽ được lưu truyền mãi về sau này. Ý nói là tổ tiên của chúng ta và bộ ba chữ Đức Lưu Quang này đang được rất nhiều người sử dụng phải đến 99%. Chỉ còn 1% nhỏ là chúng ta sử dụng các cái bộ chữ như Phụng Gia Tiên hay là Phụng Tổ Đường hay là Phúc Mãn Đường hay là Ẩm Hà Tư Nguyên. Và câu đối rơi rơi lãng hoa của chúng tôi đã thiết kế lại theo các cái viền bo cong và câu đối đầu trên chúng tôi đục rơi rơi ngậm đồng tiền. <laughs> quý vị có thể xem được các cái nét đục đầu rơi của chúng tôi rất là kỹ và câu đối bên trái này chúng tôi chạm đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh các cái phần rèm là chúng tôi đục tứ quý xe kẽ là xen kẽ là các cái bộ gấm hoa tranh và điểm đặc biệt của bộ hoành phi câu đối này đó là chúng tôi không làm phụ đề tiếng việt theo yêu cầu của gia đình phía dưới này chúng tôi chạm lãng hoa quả đào và kích thước của câu đối chúng tôi làm dài 1m97 chiều rộng 28cm chiều dày là 4 phân đủ kích thước này cũng là kích thước chuẩn phong thủy mà chúng tôi đã thiết kế lại rất nhiều lần và cuối cùng chúng tôi tôi đã đi đến đó là chiều rộng là 28cm Đây là bộ hoành phi câu đối không phụ đề tiếng Việt và bản chữ ba chữ Đức Lưu Quang ở bức hoành phi là ba chữ to phiên bản của nó là 35 x 32 và các bạn đang xem đây là câu đối vế phải chúng tôi chạm mà tổ tông công đức thiên niên thịnh ý nói tổ tiên của chúng ta có công đức thì muôn đời được thịnh vượng và tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh thì ý nghĩa của nó là con cháu mà có hiếu thì muôn đời hưởng vinh hoa phú quý tôi xin nhắc lại đây là mẫu câu đối thịnh hành và cũng là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Và tiến tới thì chúng tôi muốn đáp ứng tới nhu cầu người dùng. Chúng tôi sẽ ra nhiều hơn như thế này nữa. Toàn bộ các cái chữ nho, chữ hán nôm này chúng ta phải đọc từ bên phải sang. Và chiều là từ trên xuống dưới. Theo đúng nghĩa của chữ nho quý khách có nhu cầu làm về hoành phi cơ đối quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số hotline đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684 chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định trong cái mùa Tết 2021 này chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các cái bộ sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh như kiệu song hành thập bành kiệu bát cúng tượng uh, tượng thờ ngũ vị tôn ông chầu bà rất nhiều và bây giờ chúng ta cùng uh, chiêm ngưỡng lại tổng thể bộ hoành phi của gia đình ông Diệu ông ở uh, Quảng Ninh ông đặt kê vào nhà thờ gỗ ở Hà Nam phiên bản này là phiên bản không phụ đề tiếng Việt để cho quý khách tham khảo thì bên cạnh các cái mẫu không phụ đề chúng tôi đang còn các cái bộ đó là có phụ đề tiếng Việt thì mới đây chúng tôi cải tiến thì nó có phụ đề và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thầy Lanh ở đường Đồng Tâm La Xuyên Yên Ninh Yên Nam Định website nội thất La Xuyên .com hoặc qua hotline 0986883349 0985226684 và 0969127886 quý khách liên hệ về tổng đài chúng tôi. Thì sẽ là gặp trực tiếp nghệ nhân Dương Văn Hiền, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái bộ sản phẩm cho quý khách. Và sau cái bức hoàn phi này là chúng tôi có làm ba cái thang én để giữ cho các cái tấm ván không bị cong vênh. Gần đây chúng tôi rất nhận được rất nhiều các đơn hàng tới từ chợ Cồn Hải Hậu, Quảng Yên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và Phú Văn Cao đều là các cái trung tâm có rất nhiều các cái xưởng đồ gỗ và quý khách đã tìm về trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh để được các cái giá gốc cũng như là mẫu mã mới nhất. Nước sơn đẹp, vàng chuẩn. Đồ gỗ Yên Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đồ gỗ Yên Lanh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi, các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ cúng bằng gỗ, sơn son thép vàng hay là dát vàng 49 hay là vàng 24K. Cơ sở đồ gỗ online có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Quý khách chỉ cần liên hệ về Zalo 0986883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp miễn phí cho quý vị quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn